gia ở nhà em trai. Có hai bé hot girl đứng chào đó. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị đối tác, quý vị khách mời cùng toàn thể quý vị con khách. Chúng ta đang có mặt sau buổi tiệc tăng gia ngày hôm nay của gia đình anh Cương, cũng là cơ sở mới của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư nuôi trồng thủy sản Bio Aquaculture chi nhánh Ninh Thuận 1 tại xã An Hải. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào nông nghiệp nhất. Vâng, và kính thưa toàn thể tất cả quý vị thân mến, cũng như tất cả quý vị chúng ta cũng đã được biết, ngôi nhà chính là nơi mà chúng ta thường lui về sau những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Và ngày hôm nay cũng chính là cơ sở mới của công ty trách nhiệm hữu hạn Bio, và đó cũng chính là lý do mà tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tiệc tân gia ngày hôm nay của gia đình anh Cương. Và đó cũng chính là những lời tri ân, những lời cảm ơn từ chính tất cả quý vị đã đến đây để chúc phúc cho gia đình anh sẽ càng ngày càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và nhân dịp cũng như là xuân về Tết đến, chúng ta sẽ được nhìn ngắm một khoảng thời gian, những kỷ niệm sẽ được lui về trong khoảng khắc đấy. Và ngay giờ phút này đây, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón nhân vật chính nhé. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón gia đình của anh Cường. Chúng ta sẽ tiến về phía trước sân khấu. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Xin mời. Đầu tiên xin chào tất cả quý vị quan khách, xin chào quý khách hàng đại lý, quý bà nuôi, các cô các chú, các anh chị em đồng nghiệp của công ty thủy sản. Ngày hôm nay gia đình của tôi rất là hân hạnh tổ chức một buổi tiệc tân gia để tri ân, cảm ơn những tiến thủ, những anh, các anh các chú đã có những đóng góp cho công ty suốt những chặng đường vừa qua. Cũng không dài mà cũng không ngắn, đã 10 năm rồi. Ngày hôm nay xin thật sự cảm ơn rất nhiều tất cả các vị quan khách, các cô các chú, các anh chị em đồng nghiệp, và xin chúc năm mới mọi người may mắn, phát tài và thành công nhiều hơn nữa trên con đường thủy sản của công ty của chúng ta. Xin cảm ơn ạ. Xin được chân thành cảm ơn những lời chia sẻ, những lời tri ân từ chính anh Cường, và chúc cho gia đình của anh sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa, và công ty sẽ luôn luôn có nhiều đối tác hơn để thực hiện những việc của tương lai sau này ạ. Và kính vị ơi, ly của tất cả quý vị đâu rồi ạ? Chúng ta hãy nâng thật là cao để chúc cho gia đình anh sẽ hạnh phúc. Xin mời. Lên hả? Quên anh đi đây không?